tao đi quay tao kiếm tiền với nuôi con tao không được cái gì cả, nó dám bóc cung tao. Ôi trời ơi, tao sẽ làm chuyện với tao, tao không bố cái này mà mặt tối không cho con được. Vào không gọi tao. Gọi gì? Mày vào tiện tiện này xong gọi tao, gõ cửa. Con Trang nó lên rồi kìa. Đi. Con Trang nó bế con lên rồi kìa. Đang dưới nhà á. Đâu? Đang dưới nhà. Mày làm gì? Tôi có mặt dày đây này. Mày tính làm gì? Phốt tao cũng có mặt dày. Thế đấy. Nó đâu? Ở bên dưới nhà á. Làm gì đấy? Ờ, bình tĩnh. Tao bổ cái chỗ vào mặt nó, tao không làm trai. Tao bảo tao không làm phải đéo liều. Tao kêu mày bình tĩnh. Nó dậy lắm mà. Bình tĩnh. Quay cái gì mà quay? Nói chuyện từ từ thôi. Mà có biết đâu, tao đi quay, tao kiếm tiền với nuôi con, tao không được cái gì cả. Nó dám bóc cung tao. Ôi trời ơi. Tao sẽ làm chuyện với tao mà. Tao không bổ cái này vào mặt nó, không cho con được. Đéo tin. Bỏ cái chỗ xuống nói chuyện đàng hoàng. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Dạ. Lên chào ấy. Thôi. Nhà tôi chưa lên thì tìm quát rồi. Làm gì vậy? Quát gì đấy? Sao bảo bà không lên nữa? Dậy bà. Bây giờ mày muốn sao? Ngày bà thích bà lên nhé. Bây giờ cứ hỏi tí là phải đăng Facebook đúng không? Hả? Thích đăng đấy. Bỏ trời xuống nói chuyện. Anh nói em này. Bà đây. Anh cầm chế như sao đây? Rồi. Có gì tí đánh nhau mày kéo tao lại. Có gì tí đánh nhau mày kéo tao lại. Thì tao phải con, đi phải tao lấy mày. Rồi. Mày thì cũng bình tĩnh thôi. Nóng bình tĩnh thôi. Mày này. Nói nghe này. Anh nói em nghe nhé, không phải tao gì đâu. Em vừa phản đối, em là bạn vợ. Anh xem mà anh có được miếng nào không. Anh đang ngoài anh đi quay đồng hành xin phép lên đồng hành. Mà về là em đang Facebook, em than thở cái này thế kia. Được, người ta nghĩ anh như nào? Thôi ông im mẹ. Rồi nghĩ là thằng Hải nhá bạn. Đi ra ngoài lăng nhăng cái uống các thứ xong để em một mình. Em có vậy được không? Em chỉ nhá. Cái ai là gì người gái kêu mình chia tay vợ rồi. Thế bây giờ nó hỏi là mày chia tay tao, mình ta không quen nữa, không thể đi chấp nhận được. Em đi sau nhá. Đêm bên chồng làm việc. Nó hỏi. Bây giờ anh nói với em là đêm chồng làm việc. Bỏ chưa? Đêm chồng làm việc. Bỏ chưa? Tin để chồng nói. Có người nói người nghe. Đêm chồng làm việc, thế để chồng làm. Ba chửi, đờ mờ mày, có tắt máy khủng không, không tao đập chết bây giờ mà rõ ràng để làm việc. Em vừa gửi phải em là vợ anh, còn mẹ anh. Anh đi qua em về kiếm tiền, anh lo cho em ở ngoài. Bỏ chỗ xuống nói chuyện đàng hoàng. Lúc đấy mấy giờ? Cái gì? Đang sáng còn làm việc à? Chưa sao nữa? Làm việc cái chất đột kích. Làm việc đàng hoàng để làm việc đối tác. Bây giờ nói với em nè, chuyện gia đình đóng cửa vào nhau. Nghe chưa? Đừng cứ hỏi tí là Facebook, nghe chưa? Đóng cửa với nhau, đừng có tính mà. Nói chuyện gì cả. Bỏ ra, nói chuyện gái làm gì? Bây giờ có xin lỗi không? Không xin lỗi thì xách đồ ra khỏi nhà. Sáng bên nhà bà bảo. Có xin lỗi không? Nhà bà bảo. Vỗ tay. Không. Mày làm gì đây? Tao bắn mày luôn này, mày tin đâu? Đố á. Hộ má. Có xin lỗi không? Xin lỗi không? Không. Có xin lỗi không? Tiến đâu hỏi gì? Tôi vừa đặt cho cô cái iPhone 13 của nó mắc đấy. Có xin lỗi không? Ôi trời ơi. Có xin lỗi mà vậy à? Đứng dậy khoanh tay xin lỗi đồng hàng. Nhanh lên. Đứng dậy. Mình xin lỗi được chưa? Mày bị điên à? Đứng dậy đàng hoàng. Đứng dậy, nhanh lên. Mày đứng dậy. Đứng dậy nào lên. Đứng dậy. Bây giờ lần sau có đăng Facebook chồng có bản không? Hôm nay bỏ tiền lại. Hôm nay phốt cả cái gì? Hả? Đã phốt gì đâu, chỉ kịp phốt. Rồi đăng bây giờ mới đăng như vậy thì cả bản thân thế hại người ta thấy hay sao? Không đúng à? Đúng cái gì? Anh đứng miếng nào? Anh đi với con nào? Thế em đứng miếng nào mà anh kêu là chia tay vợ hả? Anh đi đứng miếng nào? Anh chia tay em lại tối đấy, nó làm nháy nào không? Không làm. Thật không? Tố đít lên giường. Đấy, mày kêu làm này. Khoanh tay vào. Khoanh tay vào. Ok. Quỳ lên đây. Mình xin lỗi được chưa? Quỳ lên ghế. Xin lỗi rồi. Đau. Quỳ lên ghế. Quỳ lên đàng hoàng. Khoanh tay vào. Mình xin lỗi được chưa? Bây giờ về sau
Về sau có chửi chồng nữa không? Về sau không chửi chồng nữa. Hả? Về sau không chửi chồng nữa. Không, chuyện gia đình Facebook. Chuyện gia đình là đóng cửa vào nhau kia. Ok, nói luôn. Không bao giờ ra Facebook nữa kia nhờ. Bỏ ra. Còn ngoan ấy, 10 ngày nữa iPhone Pro Max 13 và Pro Max về còn xài. Còn không ngoan, tao mang đi tặng bố nhí đấy. Nghe chưa? Không cái. Phanh tay vào, nhanh. Không cần lấy tiền hết này. Ok. Dạ. Bỏ ra. Cái gì nữa? Xong rồi, xin lỗi, xin lỗi đi chưa? Sau trường đi chưa? Dạ. Mày đưa tiền đấy. Từ bình tĩnh. Mày bỏ đây. Bỏ đây tao. Bỏ đấy. Bây giờ lần sau hứa đi chưa? Đương là bố vợ hải yếu leo mà suốt ngày đăng Facebook của ông bản vậy. Vâng. Anh cũng bỏ đi nhá. Cứ như bây giờ tin tôi chia trên đây gọi nhá. Thơm. Nhanh. Anh thơm. Thơm nhiều vào. Thắng nữa. Tôi chửi anh. Thắng nữa. Đứng ở trên đăng không phốt không phích cả, thích tầm mình đi ra ngoài đi quay clip cho anh em xem. Bây giờ mang tiếng là đi gái mà có được tiếng nào? Ôi trời ơi, nha. Ok, như mọi người đấy biết là thời gian gần đây thì Hải đang sử dụng cái bộ ngũ cốc tăng cân. Hiện tại là số cân của Hải hiện tại là đã chạm mốc là 60 kg. Còn mặt bữa nay là bé béo có lọng rồi. Nhưng mà người đấy biết là ngày xưa thì mọi người biết là Hải rất là gầy, còn tầm 50-51 kg thôi, với cái số chiều cao là 1m65-66 thì vậy là quá gầy đấy. Thì sau một thời gian Hải quyết tâm Hải tìm sản phẩm, Hải mua thì Hải đã sử dụng cái bộ ngũ cốc tăng cân này thì nó giúp mình tăng cân rất là hiệu quả. Và sau một thời gian sử dụng thì Hải quyết định là Hải nhập về và Hải làm nguyên bao bì thương hiệu bộ ngũ cốc dinh dưỡng cao cấp Vũ Quốc Hải và có mặt mình đây. Và sản phẩm này là không thể tràn lan trên thị trường và sản phẩm của Hải rất là uy tín, Hải đã sử dụng và có hiệu quả để Hải ra bán. Và ai có quan tâm về sản phẩm bụng cục ngũ cốc tăng cân thì inbox trực tiếp cho Zalo hoặc fanpage Hải để dưới màn hình, Hải sẽ tư vấn cho mọi người về sản phẩm này. À, còn bên trái Hải là một sản phẩm tên là bụng yến mạnh trị mụn trắng da. Hải đã kinh doanh gần 2 năm nay, hơn 2 năm nay rồi. Thì sản phẩm này sẽ giúp mình là trắng da, trị mụn, trị thâm và làm sáng da hơn. Thì như mọi người biết là ngày trước thì Hải da mặt của Hải rất là nhiều mụn. Sau một thời gian sử dụng bột đế mặt thì Hải da mặt Hải đã cải thiện hơn, nó là trắng sáng mịn màng. Và nhờ có làn da trắng sáng mịn màng thì mình mới tự tin hơn ra ngoài giao tiếp, mở rộng quan hệ, gặp khách hàng. Đó, có một làn da đẹp, có một cái ngoại hình đẹp thì mình mới ra ngoài tự tin giao tiếp và mình kiếm tiền được. Và ai có quan tâm về combo vừa đẹp da vừa đẹp dáng này thì inbox trực tiếp cho Zalo Hải để dưới màn hình hoặc inbox trực tiếp cho fanpage, Hải sẽ tư vấn cho mọi người về combo sản phẩm bột ngũ cốc tăng cân này và bột yến mạch trắng da trị mụn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã xem video của Hải và ủng hộ Hải trong những clip vừa qua. Bye bye.